Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại Djokovic vs Đạt Ness. Tên Đạt Ness cũng là một thủ thành viên nữa của T4M với bình luận viên An Thơ Nụ bên đang ngồi đây. Ken hiểu Djokovic có lẽ là để sai đội hình rồi khi mà Wayne Rooney về đá hậu vệ cánh, còn Listerer đá CDM, Henry thì đá CB. Không sao, tí bấm mới được mà, tí bấm mà, gọi là sẽ xử lý lại được mà. Và chúng ta cũng đã thấy rằng trên camera của Djokovic thì Rugen cũng đã ngồi cạnh và ủng hộ cách mà Djokovic cổ vũ cho Rugen ở trận thi đấu của Rugen. Không, có lẽ là game thủ Djokovic đá hai đội hình chăng? Ờ. Khoảng trống có. Wayne Rooney FD không? Ủa, đó không phải một tình huống FD mà là cú gì? Một pha ZD rất form tay, chúng ta thấy rằng team Brozy rèn luyện khả năng kéo lực của mình rất chuẩn. Thật sự là những đường bóng đều găm vào các Djokovic mà không được rồi. Nhưng mà đội hình của thủ Dead lùi về quá nhanh, không có một cơ hội nào cả cho Djokovic, và anh ấy phải set up lại tấn công từ đầu. Bazzo Netfek xử lý đấy, Netfek đá wingback luôn, chắc để tạt, để tạt Netfek ra cánh này chắc để tạt cho sướng. Có lẽ game thủ Djokovic cũng đang nghiên cứu qua về lối đá của Dead. Với việc phòng ngự số đông thì việc ra cánh nó sẽ ok hơn rất nhiều. VEC cực kỳ khó chịu, DEC để kiếm pen không. Ui, đây rồi, quá ghê. Pha DEC của Rooney và truyền ra cho Bazzo, lại DEC và ngoặt ra một nhịp sút DD. Tốc độ xử lý tay và tư duy quá kinh khủng của game thủ Djokovic. Điều gì đến cũng phải đến. Sau biết bao nhiêu áp lực và những cơ hội được tạo ra thì Djokovic với lợi thế về chủ động trong cách tấn công của mình và một kỹ năng điều khiển và nói rằng thực sự ấn tượng. Cái ảnh hưởng tâm lý rồi. F. Không được tin được. À không, đến Nani. Nani. Thành Đạt đã buốt mắt của mình rồi. Anh cũng không tin được rằng Nani lại sút ra ngoài trong tình huống bóng này. Game thủ Djokovic thì cũng đã xoa cái đầu của mình. Anh cũng không hiểu vì sao đối thủ lại sút ra ngoài được trong tình huống đó. Đúng rồi, quá non. 50-50. Non và xanh lắm. Dead sẽ còn phải luyện thêm rất nhiều. Những tình huống như vừa rồi là ăn bàn 10-10 nhưng Dead sẽ không thể thắng nổi cái sự danh ma lập lõi. Và đây là cơ hội, sao lại không phải là cú Dead lập. Ôi ôi. Thay ngay. Thay ngay. Ôi cái gì thế này hả trời ra. Ôi trời, thay rồi. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt, chỉ là một nụ cười của Dead thôi. Anh ấy đã phải uống nước rồi. Cha bông cun đã khiến anh ấy phải mất nước và mất muối nghiêm trọng. Mất Ronaldo. Còn luôn. Ê. Không sút được. Huy Hoài. ZS được. Ai? Ôi sao lại chọn chuyền. Ô, ôi. Nổ rồi. Đây là một cái giải tỏa cho chính cha bông cun cũng như chính Thành Đạt. Anh ấy đã ôm mồm và cười rồi. Ui rồi rồi. Như vậy sau lần dứt điểm thứ 14 triệu lẻ bao nhiêu, giống như kiểu dạng đó là Doctor Chen đấy. Bác sĩ lạ đã từng phải tính ra trong 14 triệu trường hợp khả năng thì bây giờ cha bùng cùn đã ghi được bàn ạ. Death giống như anh Luận vừa chia sẻ, Death khá giống với Doctor Chen. Chúng ta đã xem phần vũ trụ của Marvel và cũng đã chứng kiến được Doctor Chen thi đấu với Amumu, một trong những quái vật bóng tối, và anh ấy đã phải dùng viên đá thời gian để reset đi reset lại nhiều lần chết của mình. Đấy, bây giờ tôi hiểu vì sao cha bùng cùn hoạt động rộng, tại vì game thủ Death đang đá hình như là chiến thuật tấn công là truyền dài và phòng ngự là hỗ trợ phòng ngự, thế nên Cham cũng sẽ lùi về và thi đấu rất sâu và rộng. Một tình huống kinh nghiệm khi mà Areola được điều khiển thủ môn sớm, một pha dì gôn rất hay đến từ Djokovic và góc sút FD overshot của Rooney khi mà góc sút đã bị be bởi Casares bởi góc gần, thì còn mấy game thủ Thành Đạt, game thủ Thành Đạt biết rằng đây là một tình huống bóng kích ẩm nên anh cũng sẽ phải cố gắng chắt chiu tình huống bóng của mình. Lúc sò xuống cánh hai em quá khó, ngoài xâm nhập vào cấm. Đây là một tình huống Pele. Tại sao Pele sút kiểu này được nhỉ? Và nhìn thủ môn bay trông hơi lạ. Đó chính là kích hợp anh Luận ạ. À. Ôi thủ môn này. Cái gì đấy? Đó chính là kích hợp, một cú sút nhẹ như trò, nhưng mà thủ môn của Djokovic thì đứng sai vị trí. Ôi rồi ôi. Bóng bay vào gôn rồi thì mới nhảy. Djokovic cũng đã hiểu rằng việc mất bóng kích ợp như vậy là vô cùng nguy hiểm, nhưng mà anh ấy đã không tận dụng và đã không chống được với một cú ra chân thật sự là quá ảo ma. Sikora ra gôn sai rồi. Và đấy Benzema nhá, tình huống Benzema được thay vào sân đá ở vị trí hậu vệ wingback phải.
và sau đó có một cú căng ngang rất vớ vẩn. Đấy, mà phải nói căng ngang rất tệ, nhưng mà thủ môn lại đẩy vào chân của Rooney ạ. Đấy, quà đến. Theo tình huống phân tích và tình huống bóng vừa rồi thì tôi có thể nói rằng game thủ Thành Đạt đã chọn sai con đường rồi, tại vì anh ấy đã di gôn ra. Bản thân Thành Đạt tôi thấy có một cái tiềm năng rất lớn về kỹ năng, về tư duy chơi tấn công. Thế nhưng mà còn thiếu về kinh nghiệm của phòng ngự nữa thôi. Benzema, Charlton, cụ Bobby Charlton. Đầu hói. Ôi. Đi 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 đi. Quá ghê. Ở chân cụ rút thì thôi rồi. Những pha giật EC và giữ C quay đầu thật sự là khó chịu. Chúng ta cùng xem lại tình huống này, giữ C quay đầu quá khó chịu của Jovovic. Và Bobby Charlton chúng ta được biết với khả năng ZD quá khủng khiếp của mình, hai chân nơm nơm. Như một, hai chân như một luôn. Bao nhiêu cũng được anh em. Những cái tài trợ của anh em ít cả nhiều đều mang đến những cái động lực cho các game thủ. Chà bông cun, chà bông cun. Ôi, lần này chà vẫn báo ạ. Thực ra quả này Thành Đạt đã tự đưa mình vào thế khó. Anh đẩy thêm một nhịp nữa là sai rồi. Anh có lẽ anh đẩy thêm một nhịp nữa cũng được, nhưng anh nên bẻ thẳng vào trong và đấm nhau thẳng với Casares luôn. Tại vì chà bông cun trong tình huống vừa rồi, chà bông cun chạy trước rất nhiều. Với thể hình to thì cái animation trong game của anh ấy cũng không được mượt với những pha đỡ bước một. Càng hơn vẫn còn được. Nguy hiểm quá, quá lắm. Tuyệt vời. End game. Mọi thứ có lẽ đã đóng lại với Thành Đạt rồi. Một tình huống ZA quá hay của Bobby Charlton. Hai bàn thắng đều có dấu giày. Ba bàn thắng đều có dấu giày của Bobby Charlton. Một đường kiến tạo, một đường ZD và một đường ZA. Quá khủng khiếp đến từ Bobby Charlton. Ấn tượng. Và thực hiện lại đá phạt. Lại phối hợp tổ chức lại thôi. Chà bông cun. Chà bông cun. Một pha ăn mừng theo phong cách đánh gồm. Chà bông cun đã giải thoát được rồi. Một cú đê thường thật sự là khó chịu của chà bông cun với cái chân trái vào thẳng góc chữ A. Không có một bất kỳ một cơ hội nào cho Areola trong tình huống bóng vừa rồi cả. Tổng tỷ số sẽ là 4-3. Trận không đều là trận 1 đều và trận 3-2. Những màn rượt đuổi tỷ số và những sự cất não đến từ hai vận động viên, họ mang đến cho chúng ta một cái chất lượng thi đấu ngang tầm của FVPL. Và bây giờ là để chào mừng anh em đến với lại trận đấu cuối cùng, cặp đấu của Tú Sniper và bên phía kia đó là Lê Anh Tuấn. Theo đánh giá của tôi về phong độ của Tú Sniper và Lê Hải Anh Tuấn thì Lê Hải Anh Tuấn hiện tại đang có một phong độ tốt hơn, khi mà ở trận đấu gần nhất anh ấy đã có một chiến thắng trước nhất ưng của team Elite để mang về chiến thắng tổng thể cho team Forever. Và Sniper thì có một trận thua trước chính người đội trưởng của team DH Macho ở trong một cuộc chiến cân não. Thế nên theo đánh giá của cá nhân thì Lê Hải Anh Tuấn sẽ có một tâm lý tốt hơn game thủ Sniper. Nhưng mà cũng không thể coi thường Sniper được, vì chúng ta cũng biết rằng game thủ Sniper ở trong giải FVPL, cuộc đối đầu với STV, đối đầu với chính Tabi Tuấn Anh, bị dẫn trước 2-0 và có một cuộc lội ngược dòng thần thánh để giúp, cũng chính như góp phần vào giúp team của Sniper Next Speed Gaming có một chiến thắng lội ngược dòng vô cùng hấp dẫn trước 7TV và tạo ra một điều kiện thuận lợi để Next Speed tiến vào vòng chiến thắng 2-0. Và cũng rất tiếc khi mà cũng chính Sniper đã để thua trước Macho và đã để cho DIH có được chiến thắng 3-0 của mình và ẵm giải Garena 10 triệu về và phải đưa Next Speed Gaming xuống chơi nhánh 2-1. Giải đấu giao hữu có phần thưởng hấp dẫn nhất, những pha bóng thú vị nhất, những anh tài đỉnh nhất của FC Online, họ quy tụ tại nơi được gọi là mỏ dầu của giao hữu. Nhưng tính chất thì hơn cả một cuộc chiến, bởi mọi sai lầm đều trả giá bằng tiền mặt. The Titans League mùa 2, đừng để tiền rơi. Livestream tại YouTube Luận BK, hệ thống kênh fanpage Bình Bè, Luận BK, Phước Phở, Thanh Mù và Eddie Chuối. Giải sẽ diễn ra 20 giờ tối thứ tư và thứ năm hàng tuần kể từ ngày 5 tháng 3. Đừng bỏ lỡ những sự kiện của The Titans League.